Ngọc xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón xem chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 31 tháng 1 năm 2024 trên báo Tây Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Thủ tướng thăm trường văn hóa nghệ thuật quân đội Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ với 6 ngôn ngữ áp thuế biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập đảng 3 tháng 2 và vui đón Tết cổ truyền Giáp Thịnh 2024, chiều ngày 31 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm chúc Tết tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một trong những trường nghệ thuật cách mạng đầu tiên của nước nhà, thành lập ngay sau khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Quá trình gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng những hạt nhân nghệ thuật cho toàn quân, đào tạo các thế hệ văn nghệ sĩ, nhạc sĩ. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cả về tầm vóc, quy mô kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thủ tướng phạm minh chính biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích cống hiến đóng góp của đội ngũ các nhà văn hóa văn nghệ sĩ quân đội các thế hệ cán bộ giảng viên học viên nhân viên chiến sĩ của nhà trường thủ tướng yêu cầu nhà trường triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa con người việt nam và chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong quân đội trong đó văn hóa văn nghệ là một nội dung quan trọng nhà trường cần khơi dậy phát huy sức sáng tạo trách nhiệm sứ mệnh của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ cán bộ giảng viên học viên đóng góp công sức trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa xây dựng con người việt nam thời đại mới Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta tự hào về truyền thống và các giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm gìn giữ phát triển văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Chiều ngày 31 tháng 1, nhân chuyến công tác và chúc Tết tại tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Yên Bái đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Xây dựng nông thôn mới là điểm sáng với 106 xã trong tổng số 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70% đây là nỗ lực rất lớn của một tỉnh vùng cao chủ tịch quốc hội cũng đề nghị yên bái cần khẩn trương triển khai quy hoạch tỉnh đã được chính phủ phê duyệt huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhất là nguồn lực nội sinh thực hiện thắng lợi bốn đột phá phát triển của tỉnh bảo đảm phát triển xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Biểu trương tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Tình năm 2024 quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực với 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung. Việc kịp thời phê duyệt công khai các ngôn ngữ, cơ sở được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp học sinh, sinh viên yên tâm khi tìm kiếm địa điểm học tập, tăng cường huy động sự chung tay giám sát từ cơ quan quản lý, các lực lượng xã hội để hạn chế tối đa các nguy cơ rủi ro đối với người học. Trước đó, vào đầu tháng 1 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho 7 cơ sở đào tạo liên kết trên toàn quốc. Việt Nam có tỷ lệ hút thuốc lá cao thứ 15 trên thế giới với những ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, thời gian qua, nước ta đã áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. Tuy nhiên, mức thuế hiện nay chưa tác động đáng kể tới việc giảm tiêu dùng mặt hàng này. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo các kịch bản điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 31 tháng 1 tại Hà Nội. Theo đánh giá, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên 70.000 người một năm nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện. Bên cạnh đó, đối tượng sử dụng thuốc lá đang có xu hướng trẻ hóa, sử dụng nhiều sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhưng chưa phải là đối tượng chịu thuế thu nhập đặc biệt thuế thu nhập đặc biệt đối với thuốc lá đã được điều chỉnh tăng 2 lần trong giai đoạn 2006-2016, song tác động đối với việc giảm tiêu dùng mặt hàng này không đáng kể. Cũng theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, giá thuốc lá ở Việt Nam hiện rất thấp so với các nước châu Á, Thái Bình Dương và Thế giới. Mức chi phí chi trả trung bình cho một bao thuốc lá hầu như không thay đổi sau 10 năm qua. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra nhiều kịch bản điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này thời gian tới. Đây được coi là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy hạn chế tiêu thụ mặt hàng này, đồng thời hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Tri ân các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia Quốc vương thứ 17 của Malaysia đăng quang tòa án Thái Lan ra phán quyết đảng đối lập lớn nhất vi phạm hiến pháp. Triều Tiên tác nhận tập trận tên lửa hành trình chiến lược. Ngày 31 tháng 1 tại tỉnh Pai Linh ở Tây Bắc Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam Công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Bailin được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 và hoàn thành sau hơn một tháng thi công. Công trình gồm các hạng mục chính như nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ, khuôn viên trồng hoa và cây cảnh, có tổng kinh phí xây dựng khoảng 18.000 đô la Mỹ từ nguồn tài trợ của công ty Viettel Cambodia Medphone thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công ty Imane và công ty dịch vụ đổi với toàn cầu Gis Cambodia, công ty thành viên thuộc tập đoàn Viettel, nhận thấy sự cần thiết khi cần có nơi trang trọng để lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trong thời gian đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ K73 Long An làm nhiệm vụ trên các địa bàn, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì hòa bình cho hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. Công ty Viettel Cambodia Medphone đã phối hợp với công ty Imanay và công ty dịch vụ đổi mới toàn cầu GIT tiến hành tổ chức xây dựng công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tiểu khu quân sự tỉnh Palin. Ngày 31 tháng 1, quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức quan quang đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á này. Buổi lễ đăng quang đã được diễn ra trang nghiêm tại cung điện hoàng gia và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Sau màn chào mừng mang đậm truyền thống quân sự, Quốc vương Sultan Ibrahim đã tiến vào hoàng cung tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 264 của hội nghị các nhà cai trị Mã Lai, kết hợp với lễ tuyên hệ của Quốc vương thứ 17, Quốc vương Sultan Ibrahim sinh ngày 22 tháng 11 năm 1958 tại Bang Johor của Malaysia. Ông lên ngôi tiểu vương Johor ngày 23 tháng 1 năm 2010 và tại cuộc họp đặc biệt lần thứ 263 của Hội đồng các nhà cai trị Mã Lai vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, ông chính thức được bầu làm quốc vương thứ 17 cai quản liên bang Malaysia sau khi quốc vương thứ 16 Sultan Ahmad Shah chính thức kết thúc nhiệm kỳ cai trị liên bang Malaysia trong 5 năm. Tại Malaysia, quốc vương mang tính biểu tượng được biết đến với vai trò bảo vệ đạo hồi và những truyền thống của người Mã Lai quốc vương là nguyên thủ quốc gia của Malaysia theo quy định của luật pháp và hiến pháp liên bang nước này. Ngày 31 tháng 1, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết đảng Tiến bước MFP, đảng đối lập lớn nhất trong quốc hội nước này, đã vi phạm hiến pháp khi tìm cách thay đổi điều luật chống xúc phạm chế độ quân chủ. Tòa án Hiến pháp đã ra lệnh cho đảng tiến bước MFB từ bỏ kế hoạch sửa đổi Điều 112 Bộ Luật Hình sự Thái Lan hay còn được biết đến là Điều luật về tội khi quân khi cho rằng hành động này của MFB tương đương với nỗ lực lật đổ chế độ chính quyền dân chủ, do đó vi phạm Hiến pháp. Mặc dù Tòa án Hiến pháp không có quyền đưa ra các hình phạt đối với MFB, tuy nhiên đảng này có thể phải đối mặt với những rắc rối pháp lý, bao gồm cả nguy cơ giải tán đảng kèm theo việc một số nhà lãnh đạo của tổ chức này bị cấm hoạt động chính trị. MFP là đảng giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, đã thất bại trong việc tập hợp liên minh thành lập chính phủ. Một trong những chương trình nghị sự chính mà đảng này đưa ra là sửa đổi luật khi quân, đều được cho phép áp dụng hình phạt tù lên tới 15 năm đối với những người bị buộc tội. Trong những năm gần đây, tại Thái Lan đã có nhất 260 người bị truy tố liên quan đến điều luật này. Sáng ngày 31 tháng 1, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin xác nhận nước này đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa hành trình chiến lược trước đó một ngày. Đây là lần thứ ba Bình Dưỡng thử tên lửa hành trình trong chưa đầy một tuần. Tuyên bố của KCNA nêu rõ, cuộc tập trận đã góp phần kiểm tra thế trận phản công nhanh của quân đội nhân dân Triều Tiên và cải thiện khả năng tấn công chiến lược, nhưng không gây ảnh hưởng bất lợi cho các quốc gia láng giềng. Tuyên bố không đề cập thông tin chi tiết về số lượng cũng như cự ly của tên lửa Washington II được phóng đi, nhưng các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy tên lửa bay ở tầm thấp. Ngày 30 tháng 1, quân đội Hàn Quốc cho biết vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình không xác định ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Trước đó, hôm 24 và 28 tháng 1, Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược Bunwasan-331 bay ở độ cao thấp và có nhiều phương án điều khiển khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên Báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang Youtube, Facebook và các hạ tầng khác của Báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!